Thầy Dạ subscribe chưa? tôi thấy rồi thầy ạ. Thì được rồi, chúng ta đi vào dị vật đường ăn nhé. Dị vật đường ăn tức là gì? Là dị vật chung, là dị vật thực quản nhá. Chúng ta đây chúng ta tập trung vào cái dị vật đường thực quản nhá. Còn cái đường hô hấp ở trên miệng, trên họng thì cũng gọi là đường ăn, nhưng mà đấy nó là không phải thực sự đang vì họng không phải là ở trên miệng, nó là và cả đường ăn đường thở đều đi qua đấy nhá. Ở đây chúng ta đi tập trung là dị vật thực quản và chính nhá. Còn chung dị vật thực quản và dị vật gì do cái dị vật mắc lại trên cái thực quản, ống thực quản từ miệng cho đến thực quản nhá, từ miệng thực quản cho đến tâm vị. Nó biết cái cấu trúc của thực quản ấy, nó cũng có miệng thực quản đấy nhá, đến tâm vị, tất cả những cái dị vật mà mắc trên cái đường này nó gọi là dị vật của thực quản nhá, và gây đình trệ của đường nuốt, sau đó gây ra biến chứng nguy hiểm nhá. Và đây là một biến chứng rất thường gặp trong chuyên khoa tai mũi họng, đặc biệt là chuyên khoa tai ở Việt Nam chúng ta nhá, về thói quen ăn uống nữa nhá, rồi xương thói quen nữa nhá, nó gây ra cái dị vật này nó tỷ lệ gặp rất cao nhá. Chúng ta phải hiểu là dị vật đường ăn đây là một cái cấp cứu rất nặng nhá, trong tai mũi họng chứ không phải là cấp cứu bình thường đâu nhá. Nếu mà không được phát hiện sớm và chẩn đoán đúng và xử trí không đúng thì nó gây ra biến chứng rất nguy hiểm nhá cho bệnh nhân, và nếu chúng ta chẩn đoán phát hiện sớm kịp thời thì xử trí được, cứu bệnh nhân, còn chúng ta chẩn đoán để các cái biến chứng xảy ra thì rất nguy hiểm và nặng cho bệnh nhân nhá. Chúng ta phát hiện muộn như vậy, và trong đề dị vật này đòi hỏi chúng ta phải được chẩn đoán sớm nhá, và hiểu được cả cái biến chứng có thể xảy ra nào để chúng ta có thể điều trong thực hành hàng ngày nhá. Thì dị vật đường ăn này, dị vật thực quản này cũng có thể là thường gặp nhất là xương nhá. Xương này có thể như xương cá này, xương gà, xương vịt này, các loại xương này rất nguy hiểm, bởi vì xương thì xương là chất hữu cơ, nó khi mà nó cắm vào ở trong thực quản ấy nó gây rất dễ gây nhiễm trùng, và trong đấy nó có cả vi khuẩn ở trong ấy nữa, thành ra nó gây nhiễm khuẩn rất sớm nên nhá. Đặc biệt là chúng ta ở Việt Nam ta đã có thói quen gì ăn cá rất nhiều xương nhá, cá ở nước ngoài người ta xương người ta đã lọc hết rồi nhá, ở Việt Nam vừa xương ăn cá, ăn cá sông, ăn cả cá nước ngọt, thành ra rất nhiều xương. Thứ hai là gì? Ăn cả thịt gà, thịt vịt, thịt lợn thì là chặt rất bé nhá, chặt cứ bé ra xương thì cứ ăn kèm vào xương ta nha. Cái dị vật này xương cái tỷ lệ gặp rất nhiều, và chúng ta biết rằng tỷ lệ mà dị vật mà hữu cơ của xương là nguy hiểm rất nhiều so với các cái dị vật khác nhá. Các dị vật mà như thịt này, hạt rau quả nhá, xiêm là vật các cái hạt không hay gặp các dị vật nhá. Nhưng các hạt nhưng mà nguy hiểm hơn là rơi vào đường thở, chứ còn vào đường ăn thì các hạt nó trơn thì nguy hiểm hơn nhá. Thứ hai là dị vật, hai dị vật có nguồn gốc vô cơ nó ít nguy hiểm hơn các dị vật hữu cơ, nhưng là đồ chơi này nhá, đồng xu này, nhưng đặc biệt là cái khuy áo hoặc là cái răng giả, kim băng, những cái sắc nhọn là rất nguy hiểm nhá. Ví dụ mặc dù có nguồn gốc vô cơ nhưng là gì, nó nhọn, nó sắc, nó dễ đâm thủng ngoài thực quản nhá. Một dị vật rất nguy hiểm là viên pin nhá, viên pin này chúng ta phải hết sức nguy hiểm. Đây các dị vật chúng ta có thể gặp này, đồng xu nhá, xương này nhá, trong này cái dị vật gì thì kim này rất nguy hiểm, đây gọi là gì, kim băng đấy nhá. Còn đầu này khi mà thỉnh thoảng ta vẫn gặp đấy, nó rơi vào khi mà ta lấy ra rất khó khăn, vì cái đầu nhọn này nó cắm sâu vào trong thực quản, lỗ không khéo ra nó cắm hết vào thực quản nhá. Một hình vật rất nguy hiểm là cái đồng cái là viên pin này đấy, viên pin và viên pin khuy áo ấy. Cái pin này nó nguy hiểm là vì sao? Nó nguy hiểm là một là gì? Nó là dị vật, nó đã nguy hiểm nó trơn thì không không đáng ngại lắm, nhưng mà gì, nó là bên trong nó có chứa chất axit bazơ trong đấy nhá. Nhưng mà cái thời gian ban đầu nó chưa vỡ chất đấy, nó nguy hiểm là gì, nó tạo thành một cái dòng điện cực ngay ở thực quản đấy, và nó gây ra tổn thương thực quản rất sớm nhá. Trong vòng 6 giờ đầu nó đã gây tổn thương thực quản do cái dòng điện cực của nó có cực âm cực dương ấy, thành ra nó gây bỏng thực quản rất sớm, và cái này nó gây tổn thương thực quản rất sớm nha, nên ra viên pin đây là một cái dị vật rất nguy hiểm nhá.
Để có một viên này đâu, chúng ta phải lấy rất sớm ấy, để càng muộn là cái viên pin này nó càng gây biến chứng nặng nhá. Đây chúng ta biết cái thực quản, cấu trúc thực quản này. Thì khi cái gì, khi có cái hiện tượng dị vật trên cái thực quản này ấy, nhá, nó rất nguy hiểm là gì? Bởi vì dị vật nó sẽ làm tổn thương thực quản hay làm viêm thực quản, nhưng mà thực quản có việc chúng ta biết rằng thực quản đi qua một cái phần này, phần cổ là rất nguy hiểm này nhá, xung quanh cổ đã có rất nhiều động mạch mạch máu thần kinh rồi, nhưng mà đặc biệt đi qua cái vùng trung thất này nhá, chúng ta thấy hai bên là màng phổi này nhá, vùng này xung quanh thì có các mạch máu rất lớn, có tim này, màng tim này nhá, mạch máu này, thành ra khi nhiễm trùng cái vùng mà trung thất này là rất nặng nhá, nhiễm trùng cái từ thực quản nó lan ra cái vùng trung thất này là nhiễm trùng rất nặng nhá, và những cái biến chứng rất nặng, thành ra tổn cái có hai cái bản chất của dị vật đường ăn thì là bệnh nhân thường chết là vì do ngạt thở, tắc thở nhá, còn dị vật đường thực quản bệnh nhân chết là gì, chết do biến chứng của nó, và biến chứng quan trọng nhất là biến chứng đi nhiễm trùng nhá, nhiễm trùng rất nặng nhá, nhiễm trùng ở vùng cổ này đã nặng rồi, mà mủ nó lan xuống từ trên cổ và lan xuống cái trung thất này là càng nặng nữa nhá. Đấy, tôi nói lúc nãy là do ở Việt Nam là do thói quen chế biến thức ăn là dễ gây hóc, như là chúng ta ăn cá nhiều, ăn các loại đủ các loại bún canh cá nhá, như vừa ai là gì lúc vừa ăn vừa nói chuyện vừa cười đùa này, ăn uống rượu nhắm đồ nhá, rồi trẻ em người già mà răng mà không đủ thì cũng dễ gây nhá, phản xạ hồng không, người già người ta dễ hóc với cái phản xạ hồng này không hoàn chỉnh nữa. Thì chúng ta biết rằng thực quản nó có ba cái đoạn hẹp nhá. Thứ nhất cái gì là miệng thực quản này, đây là miệng thực quản này, đây này là vùng cổ nhá. Miệng thực quản này, hai là gì? Chỗ qua của động mạch chủ ở đây, động mạch chủ này, chỗ chia đôi của gì? Phế quản này nhá. Đây chỗ đi chui vào cái lỗ gì? Lỗ cơ hoành, và ba là trong vị nhá. Đây là chỗ năm đoạn hẹp của thực quản. Và dị vật thường nó mắc năm cái đoạn hẹp này nhá. Trong đó cái đoạn hẹp mà cái động mạch chủ là đoạn hẹp nguy hiểm nhất nhá, dị vật mà nó mắc đây đặc biệt là cái xương rất nguy hiểm, nó cắm có khi cắm trực tiếp vào cái động mạch chủ này nhá, hoặc là viêm nhiễm ở đây nó vỡ vào động mạch chủ rất dễ tổn thương động mạch chủ này nhá, mà vỡ động mạch đây thì không còn đường nào cứu đâu nhá, động mạch ngay tim nó bơm ngay. Các bạn hiểu chưa, có nghe được gì không? Dạ có ạ. Đấy, chúng ta biết năm có thực quản có năm đoạn hẹp, nên là dị vật nó hay mắc trong hết miệng thực quản mà hay mắc dị vật này nhá, nhưng mà nguy hiểm nhất là cái đoạn này nhá, mà cái đoạn này thì trên này đã có cái động mạch chủ là cái đoạn nguy hiểm nhất nhá, viêm này, thủng động mạch chủ này nó vỡ, trường hợp là có trường hợp nó đâm thủng vào động mạch chủ, có trường hợp gì nó viêm thực quản này nó viêm lan sang mạch chủ và nó sau khi viêm động mạch này nó vỡ động mạch nhá, rất nguy hiểm. Đây chúng thấy có năm đoạn hẹp nhá, chỗ chia đôi của phế quản này, chỗ động mạch chủ này nhá, miệng thực quản này, chỗ cơ hoành này, và cái đổ lỗ đổ vào dạ dày tâm vị nhá. Đây chúng ta hay gặp thực quản ba đoạn thực quản đây nhá, thực quản cổ này, thực quản ngực, thực quản bụng, thực quản bụng là nó đã vào nhá. Đến đây thì khi nó mắc lại đây, nhưng mà thường mắc ở đoạn ngực và đoạn cổ nhá. Như vậy giờ làm sao người ta chẩn đoán là dị vật thực quản được? Thứ nhất là phải hỏi bệnh nhân cái gì?
Bạn nào trả lời được không? Hỏi bệnh nhân thế nào? Được khi ta hỏi bệnh nhân thế nào? Trước khi tôi hỏi tình huống xảy ra nhá. Các bạn đâu rồi? Anh nghe đi không? Dạ có. Em vẫn nghe đấy ạ. Bệnh nhân than gì đau hồng này nhá, dị vật thực quản là gì, là đau nuốt, vướng nuốt, đau nuốt khó nhá, không ăn uống được nữa nhá, nó nằm ở thực quản là gì, thực quản là đường ăn, thì khi bệnh nhân ăn vào nó tắc ở thực quản thì bệnh nhân gì, nó sẽ có triệu chứng gì, một là nuốt vướng à, nuốt không trôi nữa nhá, nuốt đau là nuốt khó rồi. Không thể ăn uống gì thêm được nữa nhá, nhưng mà cái quan trọng phải tình huống nhá. Cái gọi hiện tượng này xảy ra khi nào? Xảy ra sau khi ăn xương hay là nhá. Nuốt đồ chơi trẻ con thì khó hỏi thôi nhá, thì con người lớn ta có thể hỏi được nhá. Nhưng mà triệu chứng của nó là gì? Nuốt đau, nuốt vướng này, không ăn uống gì được nhá. Tăng ở trẻ con nhiều khi rất khó hỏi, nhưng mà gì? Chúng ta thấy gì? Nó không uống được nước, không ăn uống được gì nhá. Nhè hết ra ngoài nhá, cũng là một cái triệu chứng nhá. Còn người lớn cũng thế nhá, họ sẽ kêu gì, nuốt đau không thể nuốt thêm được nữa nhá. Nếu mà dị vật mà bé thì người ta còn cố nuốt được một ngụm nước nhá. Còn khi mà dị vật mà xương mà cắm mà đau nuốt dị vật không được, nhưng mà trên lâm sàng thường chúng ta cho bệnh nhân nhá, bảo bệnh nhân ăn thử một quả chuối nhá, cho họ cắn thử quả chuối mà không nuốt được quả chuối là chứng tỏ gì, là cái cản trở rất lớn rồi nhá, bụng chúng ta phải kiểm tra rồi nhá. Như vậy chúng ta hỏi cái triệu chứng rất quan trọng nhé, hỏi cái tình huống xảy ra, hỏi là tình trạng nuốt đau, nuốt vướng đến mức độ nào nhé. Có trường hợp xương nó bé mà nhưng còn cố nuốt được tí nước nhé, nhưng mà trường hợp xương lớn, dị vật lớn thì không thể nuốt được nước, không được nhé. Còn thực thể gì, thực thể thì khám cũng rất khó nhé, bởi vì thực quản nó nằm sâu ở trong cổ, nằm sâu ở trong ngực. Chúng ta có thể sờ, nếu mà ở cổ cổ ta có thể sờ ở cổ xem bệnh nhân có đau hay không nhá, nếu mà giai đoạn sớm nhá thì cũng chẳng thấy rõ ràng đâu. Trường hợp giai đoạn buồn mà khi nó đã viêm nó tạo thành ổ mủ ở trong cổ rồi ta sờ thì bệnh nhân sẽ kêu đau nhá. Thứ hai là triệu chứng đi lập cập thanh quản cuộc sống nhá. Chúng ta thấy hình ảnh đây này nhá, đây là gì, thanh quản này, chúng ta đây là cái xuồng thanh quản này nhá, sau này là gì, là cuộc sống phía sau nhá. Đây là gì, đây là thực quản. Thì bình thường gì, cái thực quản này cơ nó mềm, người ta lắc cái xuồng thanh quản này thì cái xuồng này nó sẽ va vào cái cuộc sống phía sau ấy, tạo thành cái tiếng lọc ca lọc cọc nhá. Chúng ta sờ vào cổ, ta đưa ra sẽ có cái tiếng lọc cọc nhá. Tuy nhiên khi gì, cái thực quản này viêm lên, sưng lên ấy, thì cái khoảng này nó sẽ dày lên, mà chúng ta sẽ còn triệu chứng đi là mất lọc cập thanh quản cuộc sống nhá. Đây là gọi là triệu chứng mất thanh quản, lọc cập thanh quản cuộc sống nhá. Đây là triệu chứng lọc cập thanh quản cuộc sống giảm mất đi nhá. Xét nghiệm máu thì cũng chẳng có ý nghĩa, trừ được khi nó nhiễm trùng nhá, cũng quan trọng lắm. Xong rồi chúng ta phải làm cái gì nhá, khi mà chúng ta nghi ngờ thì chúng ta phải làm gì tiếp, bạn đã phát biểu nào. Có ai có ý kiến gì không? Chúng ta làm gì tiếp nữa để khi chẩn đoán bệnh nhân đến còn điều tra có cái gì? Mà tôi nuốt bây giờ nuốt đau lắm nhá, nuốt khó, không thể ăn uống gì thêm được nữa. Xảy ra sau khi ăn, sau khi ăn bún cá, sờ cổ với cũng đau vừa vừa nhá. Bây giờ chúng ta làm gì tiếp? Chụp X quang thầy ạ. Đúng rồi nhá, phải chụp chứ nhá, chụp để xem có cái xương có hay không, và có nó ở vị trí nào nhá. Nhưng mà đôi chút cái chụp phim có thì chúng ta đôi lúc mà cái gì vật mà hữu cơ chúng ta chụp cũng chẳng thấy được nhá, những hạt không xiêm mấy cái hạt, nhưng mà nếu xương nó chụp có thể thấy xương được, hoặc cả cái gì vật như đồng xu ta chụp thấy được nhá. Thì đấy là phương pháp phải chụp X-quang, thậm chí có trường hợp ta chụp các lớp nhá. Đấy là đối với những dị vật gì bằng phẳng có cả quang ta có thể thấy được nhé.
chúng ta tiến hành chụp gì cho bệnh nhân đi chụp phim X quang hoặc chụp các lớp qua cả vùng cổ, vùng ngực nhá, xem có xuống hay không và có hay nằm ở vị trí nào nhá. Đây chúng ta thấy hình ảnh gì? Đây là chụp X quang nhá. Hình ảnh của viên đông cái gì đây? Anh có một đồng xu nhá, trẻ con hay nuốt cái đồng xu ấy nhá. Ở Việt Nam mình dùng đồng xu, ở nước ngoài dùng xu nhiều lai gặp cái này nhá. Đây chụp thẳng có thể cái đồng xu này nhá, chụp nghiêng này. Đây thì chụp phần viêm pin này hết sức là nguy hiểm nhá. Viêm pin này ngoài các cái chất mà bên trong của nó tạo thành một cái dòng điện, thứ ba có thành dòng điện tích cực âm sang cực dương đây, và nó gây bỏng thực quản rất sớm nhá. Nó gây tổn thương thực quản rất sớm, và tổn thương thực quản đặc biệt ra là sau này rất nhiều vấn đề nhá, nó sẽ hẹp thực quản, thủng thực quản nhá, rất là nặng đấy. Đây là gì bằng gì? Kính bắn. Kính bắn đây nhá. Cái này nó mà lại mở ở đây, bây giờ lấy ra đường nào đây nhá. Lấy ra rất khó, chúng ta phải cầm đúng chỗ này mà lôi ngược lên, nhưng mà cầm này lôi lên nó rách hết toàn bộ thực quản đấy nhá. Những cái dị vật này là rất nguy hiểm nhá. Thì xử trí dị vật, khi chúng ta gặp dị vật này chúng ta phải làm cái gì? Chỉ có cách lấy ra thôi nhá, không có cách nào khác nhá. Chúng ta học đông y đi hay chữa mèo gõ, tất cả những cái đấy là nguy hiểm nhá, không bao giờ được làm nhá. Đã dị vật rơi vào đây thì tìm cách mà lấy cho ra nhá, không cố nuốt thức ăn thêm, không gõ mèo, không làm gì cả nhá. Bởi vì chúng ta thấy dị vật đây để lại đây nó sẽ gây những biến chứng, biến chứng để lại lâu, biến chứng nó càng nguy hiểm nhá. Ta xem một cái đoạn xem. Các bạn thấy nặng không? Có rồi thầy ạ. Có thầy ạ. Đây là trường hợp người ta xoay dị vật nhá. Dị vật rơi vào trong cổ thì phải xoay lấy nó ra nhá. Người ta đưa một cái ống vào đấy, ống này ống xoay thực quản nhá, và gấp nó ra nhá. Đây là ống xoay thực quản cứng, có trường hợp chúng ta dùng ống mềm nhá. Ống cứng có ưu điểm của nó, ống mềm có ưu điểm của nó nhá. Thì chúng ta không thể dùng các phương pháp kiểu mèo nhá, nó rơi vào thì phải lấy ra nhá. Đây dị vật to quá người ta gấp lên quá. Đấy, đồng xu nhá. Đây, trường hợp gì? Đây, chúng ta soi nhá, một dị vật, chúng ta đưa cái ống vào thực quản nhá. Trường hợp này người ta soi bằng ống soi mềm nó khó nhá. Trường hợp trước là soi bằng ống cứng nhá.
Thấy cái gì không? Cái xương không? Nó cắm vào thực quản đấy nhá, phải cái cương cắm nó rồi nhá. Đấy, xương nó cắm vào cả thành thực quản đấy. Đây người ta lấy thực quản lấy dị vật qua cái ống nội soi mềm nó khó lấy hơn nhiều nhá. Đấy. Là dị vật Thuốc thế ạ. viên thuốc nhá, đây uống luôn cả vỏ nhá, đấy là mắc lại nó không trôi xuống được nhá. Đấy nhiều nhiều cái từ cả vỏ bằng bằng nhôm người ta uống vào đấy nhá. Đấy rất nhiều người nhá, răng giả đủ thứ nhá, kim băm những cái gì vật này là rất nguy hiểm đấy nhá. Đấy, nhiều khi xương cá như nó cắm 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 ngay đây nhá, rất nhiều khi rất khó lấy đây nhá, ngay ở cái vùng hà hồng ấy nó chưa xuống vào thực quản nhá. Có thấy xương cá không? Thầy là slide chưa nhỉ? Các bạn Thấy thấy được rồi chưa ạ? slide là chưa? Dạ thấy rồi ạ. Dạ rồi ạ. Như vậy đối với cái dị vật thực quản nhá, chúng ta phải biết nhá, triệu chứng thì nó cũng rất đơn giản nhá. Và chúng ta phải hiểu được đi, đã vào dị vật thực quản là với sự trí là phải lấy nó ra nhá. Và thứ hai là cái nguy hiểm của dị vật thực quản là gì? Nguy hiểm thực quản như là nguy hiểm là do chúng ta lấy ra muộn mà gì nó gây ra cả viêm nhá, viêm nhiễm áp xe cái vùng thực quản nhá, nó có hai tình trạng viêm tấy hoặc áp xe thực quản, đây là cái tình trạng rất nguy hiểm nhá. Cái gì mà thực quản nó nguy hiểm mà cái trầm hơn nhá, khác với gì mà đường thở nó chết là chết ngay nhá, gì mà thực quản là gì nó sau vài ngày nó mà gây viêm viêm nó mới chết nhá, là biến chứng của gì vật chết là chết trong biến chứng của gì vật.
nhá, biến chứng viêm nhiễm. Còn cái dị vật của đường thở là chết, là chết do tắc nghẽn đường thở nhá, nó chết ngay đấy nhá. Nó nguy hiểm hơn, nó tức thì hơn. Còn biến chứng của dị vật thực quản ấy, nó xảy ra muộn hơn, mà do nguyên nhân gì, nó là do sự nhiễm trùng nhá, nhiễm trùng viêm tấy. Bởi vì cái viêm tấy cái vùng này là rất nguy hiểm, rất nặng nhá. Những viêm này có thể gì lan tỏa, nó có thể gây lan tỏa thực quản, gây viêm như viêm tấy vùng cổ, viêm tấy cái vùng trung thất này nhá, vào trong phổi này gì, gây viêm màng phổi, viêm màng tim này nhá, nhất là cái gì ở trong trung thất nhá, à, cái viêm tấy ở vùng trung thất. Một số gì vật sắc nhọn như có thể làm thủng động mạch, thủng động mạch nó vỡ, động mạch nó có hai cái chúng tôi nói, một là do gì vật nó đâm thủng trực tiếp vào, hai là do thứ phát, do viêm nhá, viêm nhiễm nó gây vỡ viêm của thành mạch, nó vỡ thành mạch thứ phát này nhá. Thôi các bạn về đông y cũng không cần nhớ nhá, không cần nhớ cái triệu chứng của viêm, nhưng mà ta về cái khi mà viêm tấy thì bệnh nhân rất nặng nhá, nhiễm trùng này, sốt cao này nhá, sờ vào cổ rất đau này, ho này nhá, ăn uống không được này, nhiễm trùng nhiễm độc nặng này nhá, chúng ta chỉ cần biết thế nhá, và biến chứng của nó là rất nặng. Rồi các lâm sàng này, lâm sàng nhá, tóm lại chúng ta chỉ nhớ là gì, gì vật thực quản không có các triệu chứng tương truyền trong cộng đồng nhá, không nên ăn uống vội vàng này, không vừa nói chuyện vừa ăn uống cười đùa trong khi ăn này nhá, không nên nhậm rượu say, nhậm xương là nấu khét nhá, là gì vật này. Đối với trẻ em người già thì là cái phản xạ không kém, loại bỏ xương tỳ trước khi ăn nhá, và đặc biệt là khi bị hóc thì phải lấy ra, không nên chịu mèo nhá. Ô tóm lại gì vật đường thực quản ta chỉ nên nhớ thế nhá, chỉ cần nhớ là một cái gì vật mà cấp cứu tai mũi họng nhá, rất nguy hiểm. Nguy hiểm là do gì, do các cái biến chứng của nó, và chúng ta phải lấy nó được nhá, đã vào gì vật vào đường nào thì phải lấy ra đường đấy nhá. Tôi đảo qua một tí gì vật đường thở, thầy Hoa đã giảng rồi các bạn nhỉ, các bạn đã học gì vật đường thở chưa? Dạ thầy có nói qua. Đây tôi chuyện này qua thôi nhá. Khác với đường ăn, đường thực quản, đường vận thở nó có nguy hiểm hơn nữa nhá. Nhìn vật đường thở là gì, và cái mắc lại trên toàn bộ đường thở này nhá. Đây đường thở của ta này, đường thở ta gồm có gì? Cái vùng thanh quản nó gồm có hai cái thanh mô, đây là vùng hẹp nhất nhá. Đây là cái vùng nguy hiểm nhất. Khi mà dị vật rơi vào đây nhá, bởi vì đây nó rất hẹp. Hai là đoạn gì khí quản, thứ ba là dị vật của phế quản nhé. Đối với vị đường thở chúng ta có ba đoạn, đoạn gì, đoạn thanh quản này, đoạn khí quản này, và cái đoạn gì, đoạn phế quản nhé. Nhưng nguy hiểm nhất là gì, dị vật mà mắc vào thanh quản này là nhân chết rất nhanh nhé. Đặc biệt là nhá, bít hết cái đường thở không thở được nhá. Thì cái gì vật mà khác với gì vật đường ăn, gì vật đường thở, mà khi bít vào thanh quản này không còn đường nào nhá, bít hết vào đây làm sao thở được. Nhưng mà khi nó rơi xuống đây thì cái ống nó rộng hơn nhá, thì điều chỉnh nó ta nó còn đỡ hơn nhá, mặc dù nó khó thở, nó chỉ cần ho, nó chủ yếu là ho thôi nhá. Còn mà khi rơi xuống đây thì cùng lắm nó tắc một bên phổi, nhưng mà còn bên phổi không thở được nhá, nhưng mà tắc ở đây là hết nhá, không cứu được nhá. Thành ra cái gì vật đường ăn, đường thở rất nguy hiểm, là khi mà nó rơi vào nó chèn hết cái vùng thanh quản này không thở được nhá. Đây thì cũng giống như gì bằng đường ăn, nó có gì bằng có xương nhá, hoặc là chất cơ, và chúng ta luôn luôn phải nhớ gì, hội chứng xâm nhập nhá. Hội chứng xâm nhập là gì? Hội chứng bảo vệ đường thở nhá, khi thức ăn nó rơi vào vùng thanh quản tôi vừa nói đấy, thì cơ thể chúng ta sẽ phản ứng lại bằng cách gì, hai phản xạ nhá. Một phản xạ là gì, ho tổng hết dị vật ra ngoài, đấy là phản xạ tự nhiên, nó rơi vào cái thanh quản ho sặc sụa, ho để tổng dị vật ra ngoài. Nhưng mà một phản xạ khác, vô tình một phản xạ khác là gì, là lại làm hại cho chúng ta, đáng lẽ phản xạ này nó có thắt thanh quản này để không cho dị vật rơi xuống nữa nhá,
Nhưng mà cái phản xạ thứ hai này nó làm co là nó càng ôm dị vật nữa và bệnh nhân là càng khó thở nhá. Thành ra đây là hai phản xạ mà khi thức ăn dị vật nó rơi vào cái thanh quản, một là phản xạ ho tổng dị vật ra ngoài, phản xạ hai phản xạ co thắt lại để bảo vệ đường thở. Những cái phản xạ co thắt này đôi lúc nó gì nó càng bóp nghẹt đường thở và không thở được nhá. Thì trên lâm sàng bệnh nhân biểu hiện gì khi rơi vào thực quản thanh quản thì bệnh nhân gì có thể cơn ho sặc sùa, tím tái nè, vã mồ hôi nè, trợn mắt nè, nhá. Ho sặc sùa, tím nè, nhá. Chúng ta thấy trên phim thỉnh thoảng có cái sắp gọi là sắp đường thở, nhá. Thì khi rơi vào đây sẽ có ba khả năng xảy ra, nhá. Khả năng may mắn nhất là gì? Ho một lúc thì tổng được cái dị vật ra ngoài, nhá. Bệnh nhân lại thở được. Khả năng thứ hai là gì? Dị vật nó rơi xuống dưới nhá. Rơi xuống dưới nó rơi vào khí quản, rơi vào phế quản thì bệnh nhân gì? Vẫn thở lại được nhá. Thỉnh thoảng thì dị vật nó lại đẩy lên nó mắc vào, bệnh nhân là ho một trận xong là rơi xuống lại nhá. Chúng ta gọi là dị vật di động mắc lại cho đường thở nhá. Và tình huống thứ ba là tình huống nguy hấp, dị vật chen hết đường thở và bệnh nhân ngạt thở tử vong nhá. Trong vòng 5 phút mà không cứu được là chết nhá. Có ba tình huống xảy ra nhá, nếu mà dị vật rơi vào cái vùng thanh quản đấy. Đây, em có xem một cái phim này, tôi biết thôi nhá. Maria, are you choking? She nods yes. So I say, that's okay, I can help you. I get down to her level, find her belly button, take the thumb, tuck it in, and put it right against the tummy. Grab that. Đây, con phải đặt tay ngay giữa bụng, không phải tay ngực đâu, nhận tay như Phạm Hamlet nhá. She falls unconscious, or it comes out. As soon as I knew she was choking, I'm going to tell someone to go call 911 or I'm going to do it myself because we have a potential emergency here. If she goes unconscious, I'm going to lower her to the ground. If it comes out, then we're going to go ahead and comfort her and maybe even keep the ambulance on the way so that they can take breath sounds and make sure all of it is out. Maria, are you choking? I can help you. Lift up your elbows. One, two. 3, 4, 5, 6, 7. Oh, good. Did it come out? Oh, good. Does it seem like it came out? It's okay. You're doing great. You'll be okay. Now let's cover a child who may be choking. We approach the child and say, Maria, are you choking? She nods yes. So I say, that's okay, I can help you. I get down to her level, find her belly button, take... Hi, I'm Jay Hadler. I'm an RN and a community educational instructor for St. Louis Children's Hospital. And we're here promoting the CPR class for family and friends that we hold here at Progress West Health Center. I am going to go over with Tara the steps to help an adult or a child. Anyone help me?
Jay Knappler. I'm an RN and a community education instructor for St. Louis Children's Hospital. And we're here promoting the CPR class for family and friends that we hold here at Progress West Health Center. I am going to go over with Tara the steps to help an adult or a child, anyone over the age of one that can stand upright, basically. And what we would do if there was an incident of choking. So, here we go. Tara, are you choking? No, can you see? Are you choking? Wait, yes. Very good. If she can talk, I know she's not really choking. So I'm going to say, can you talk? And she's going to go, there we go. So Tara, I know what to do. I can help. Thì chúng ta hấp vào thanh quả thì chúng ta không thể nói được nữa nhá. Bệnh nhân mà đã hấp rồi là không thể nói được nhá. You know, once I start doing the Heimlich maneuver with Tara, I'm going to be pushing into her abdomen. And when I do that, if I put my head directly behind her, she's going to conk me on the head. Both of us are going to be on the floor. That won't be very good. All right, so Tara, I know what to do. I can help. I'm going to come around. I'm going to wrap my arms around her waist. If I put my forearms on her hip bones, I end up just where I want my hand to be. I want to be above her belly button and below her ribs. I just want to be feeling soft stuff right here. I make a fist with this hand. I grab onto it with the other hand. And I'm going to push in and up, in and up, in and up with some pretty good force. Those pressing in this abdomen until we get this object to shoot on out. This works really, really fast and really, really well. And we can do this with anyone who's choking that is over the age of... Hi, my name is Aaron Gerbatavichus. I'm a charge nurse here at Chalk Children's Infant Maneuver. Now see the steps and where you're able to support đây your weight vấn securely. Đề. Sơ sinh nhá, trẻ nhỏ, ta you sẽ will then deliver a series of five back rows using the heel of your hand to the center of the back. One, two, three, four, five. After this, you will then roll the child over, supporting the head, to deliver a series of five chest thrusts using two fingers to the center of the chest. One, two, three, four, five. You will continue alternating between five back blows and five chest thrusts until the object becomes dislodged. Make sure to call 911 to render emergency services for your child. Now we will learn how to perform the Heimlich maneuver on a child. First, we will need to determine how we know if the child is choking. You will see the child put their hands up to their throat like this, showing that they are choking. This is the international sign for choking. If the child is sitting, have them stand up and explain to them that you're going to perform the Heimlich maneuver. Up, in and up, grabbing your fist into the victim's belly button. Then roll the fist upward until the knuckle of your thumb is touching the belly. Grabbing your fist with your opposite hand, thrust in and up. You will repeat this in and up, in and up, in and up, until they dislodge whatever is causing the choking and they can breathe again. It is important to remember to call 911 to render emergency services for your child. Đây, là trẻ em nhớ làm nhé. Here at Chalk... All right, listen up. What to do if you or someone starts choking? Now, I want you to pay close attention to everything we're about to show you so that you'll know it. All right, listen up. What? Đây là gì? Các bạn có biết thấy tình trạng này chúng ta gọi hội chứng gì đây? Tôi vừa mới nói đấy. Hội chứng xâm nhập. Đúng rồi nhá, do cái phản xạ thanh quản đấy, vừa ho tím tái nhá, ho sặc sụa mặt tím tái nhá, tay ốm cổ nhá. Đây là hội chứng xâm nhập do cái dị vật đường thở nó mắc vào vùng thanh quản và chúng ta có hai phản xạ đấy, phản xạ ho để tống dị vật ra ngoài, nhưng phản xạ gì co thắt, co càng co thắt và nhưng là càng khó thở nhá. Do if you or starts choking. Now, I want you to pay close
attention to everything we're about to show you so that you'll know exactly what to do in all kinds of choking emergencies. And you're going to want to share this with your friends so they might be able to help you in case you're choking. Oh, and don't forget to subscribe to our channel and turn on post notifications to keep up with all hail because breathing is obviously restricted. When the airway obstruction is total, the person won't be able to respond to you, cough, or breathe. The victim will also likely grab at their throat, and their fingernails and lips might start turning blue. This is all caused by the complete lack of oxygen. Number two, encourage them to cough. The right thing to do? If the blockage is partial, tell the person to cough. Coughing is the most effective way to clear the airways and push the stuck piece of food out of the trachea. The best thing you can do in this situation is to calm the person down, reassure them that everything's going to be okay, and encourage them to cough. The wrong thing to do? When some people are choking, they try to suppress a cough. This is the worst thing you can do in this situation. Drinking something while choking isn't the best idea. Give the victim a glass of water once the throat is clear again. Number three, if the person can't cough, slap their back. The right thing to do? If the victim can't cough, the first thing to do is stand behind them and lean them forward. You can use your knee or the back of the chair for support. Deliver up to 5 strong blows between the shoulder blades using the heel of your hand. Be sure to direct the blows upwards toward the victim's mouth instead of doing regular horizontal claps. Pause after each blow to see if it worked. This should help kick the lodged object out of the airway. The wrong thing to do, never administer blows to a person who's standing straight up and don't use your fist. Đấy, do đẩy nó xuống nhá. Fall deeper down and block hướng tay là nó phải đánh ngược lên đấy nhá. If they start to cough, stop slapping their back. Number four, if the person can't breathe, perform the Heimlich maneuver. The purpose of the Heimlich maneuver is to push out the air in the lungs that's not being used in breathing. It effectively drives out the stuck object. The right thing to do? Stand behind the victim and put your arms around their torso. Clench one hand into a fist and place it on their stomach between the belly button and the lower ribs. Then cup your other hand over your fist. Now quickly thrust your fist up toward the victim's diaphragm several times. Keep doing this until you've cleared the airway. The wrong thing to do is don't slap the victim on the back. It can only make things worse. And make sure your arms aren't around the person's ribs or else you risk breaking them. Your arms should be below the ribs instead. Đây, ta đặt cái tay bên dưới bên xương nhé. Number five, helping an unconscious person. The right thing to do is, if the victim has passed out, lay them down on their back. Sit on their hips and face them. Put one of your hands on top of the other and place the base of your palm between their belly button and lower ribs. Vigorously push the abdomen toward the diaphragm. Repeat this several times until the airway is clear again. If the person doesn't start breathing once the object has been removed, it's time for CPR. The wrong thing to do is to put them down on their back. Sit on their hips and face them. Đây, tình huống này mà khi mà bệnh nhân mà đã ngất rồi nhá thì chúng ta cũng phải làm không được thổi ngạt nhá, càng trước hết là phải đẩy cái gì vật ra đã chứ không phải làm thổi ngạt nhá. Đây người ta hướng dẫn nhá. Put one of your hands on top of the other and place the base of your palm between their belly button and lower ribs. Vigorously push the abdomen toward the diaphragm. Repeat this several times until the airway is clear again. If the person doesn't start breathing once the object has been removed, it's time for CPR. The wrong thing to do is do not keep the victim in an upright position. It's also a terrible idea to start doing CPR before you remove the blockage from the trachea. Number six, helping yourself. Now, if you're choking and starting to suffocate, but there's no one around to help, you can save your own life. The right thing to do, start coughing, and if it doesn't help, perform the Heimlich maneuver on yourself. To do this, make a fist and hit yourself in the area between your belly button and lower ribs. Drive your fist up and down in J-shaped motions. If that doesn't help either, bend over a chair, the corner of a table, or any other solid object at waist level,
and push against it as hard as you can, keeping your arms stretched out in front of you. Do this until the object becomes dislodged. Wrong? As impossible as it might seem, try not to panic. The more you panic, the more air you let in through your mouth, and incoming air will only push the stuck piece of food further in. Do not stand straight up or hit yourself on the chest or back. Number 7, helping pregnant women and obese people. To help people who have a bigger belly, like pregnant women or obese individuals, you have to slightly modify the Heimlich maneuver. Place your hands as close to the abdomen as possible, higher than you normally would. Your hands should be right above the victim's lower ribs. You won't be able to do the regular upward thrust, so press the chest really hard with quick thrusts instead. Repeat this procedure until the person stops choking, but don't continue if they become unconscious. Number 8, saving a choking infant. If the victim is less than a year old, lay them face down on your forearm. Make sure the head and neck are lower than the torso and support the chin in your hand. Make 5 quick blows right between the infant's shoulder blades with the heel of your hand. If that doesn't help get the stuck object out, turn the baby on its back. Use your hand to support the head and neck, which again should be lower than the torso. Use 2 fingers to make 5 quick thrusts right on the breastbone. If the baby starts coughing, stop and let it cough up the object. Number 9, saving a choking child. If the victim is older than 1 year, you have to follow different rules to save them. Stand behind the child, or if they're really small, get on your knees. Put your arms around the child's waist. Clench one hand into a fist and place it between the ribs and belly button with your thumb upwards. Grasp your fist with your other hand. Move your elbows to the sides and press the child's stomach with quick inward and upward thrusts. Number 10, saving an unconscious child. If the infant or child is unconscious, try laying them on their back first. Tilt the head back by lifting the chin up. Now, if you see the object stuck in the back of the throat, use your fingers to remove it. If you've successfully removed the object, just try laying them on their back first. Thì trường hợp này các bạn, chúng ta hay gặp trường hợp bệnh nhân mà trẻ con đã ăn nguyên thạch đấy, nhá, kẹo thạch đấy. Các bạn hiểu không? Kẹo thạch không? Có ai nghe được không? Kẹo thạch đấy, nhá, cái viên thạch mà đấy, nó ăn nó bịt hết cái đường thở ấy. Trường hợp đấy mà làm Heimlich cũng ra, người ta phải trước hết là nó phải thò ngón tay vào để có ấy, đôi lúc phải móc cái thạch ra đấy nhá. Tilt the head back by lifting the chin up. Now, if you see the object stuck in the back of the throat, use your fingers to remove it. If you successfully remove the object, cover the child's mouth and nose with your mouth and push air into their lungs. Feel if the chest has started moving and listen for breathing. If the child still isn't breathing, or if you were unable to dislodge the object from the start, begin chest compressions. Remember, for small children, it'll be 2 fingers pressed over the breastbone. Start doing cycles of 5 compressions and 1 breath. Call 911 if you haven't yet, and keep doing CPR until they arrive. Number 11. Saving a choking dog. To help a dog in trouble, small or medium sized. Alo. Bây giờ em đi này em không được mở cho cá luôn. Đúng đi nhỉ?
con cỏ thôi, thì những đứa khác thôi. Thế con được mấy cái, được 10 cái không? Ờ, nhìn ra bây giờ thôi. Con Huy Thiểu đã phải qua kiếm cho đủ. Em nhớ đủ kiếm lên. Đủ chứ tên vâng là đủ rồi gì? Ôi là thôi đưa con thế nhá. Cho con mấy bài này của hãng thuốc nữa thì đi. Ừ. Thế thôi mình làm đủ rồi bạn nhá. Cho con còn một số bài thì bây giờ em bổ binh để tìm một cái yếu hay như sao? Rồi nhá, xin được bài nào tôi xin đi nhá. Rồi tôi sẽ lấy bên cũng sẽ làm cho nhé, bây giờ nhá, bên cũng sẽ làm nhé. Câu mà thầy làm nhưng mà sẽ chuyển cho thầy Phúc thầy bảo bình thêm nhé. Bảo bình thầy làm cái gì với cả thầy Hương này, cái gì đi nhé. Mình làm 7 phiên nhỉ, mình làm 3 phiên thì 1 phiên, 3 phiên rồi để đánh 13, 3 chủ còn, 3 chủ còn nhé. Rồi để đánh điều kiện rồi, để thầy Phúc thầy xem thầy nhé. Rồi. Thuộc cái chương trình học mà lý thuyết chúng ta nhá, thì có những cái bài giảng thì có những bài nào nữa không nhỉ? Các bạn nào nghe không? Có thầy à. Đây chương trình của có mấy cái bài giảng thì thầy Hoan đã giảng rồi nhá, đặc biệt là những bài ung thư thì hay là cái bài cấp cứu mà gì vẫn đừng ăn đừng thở này nhá. Thì trong lớp có ai có ý kiến thắc mắc gì không, có câu hỏi gì thì tôi trả lời luôn nhá. Bài ung thư thì người ta học ung thư gì rồi? Ung thư vô học chưa? Đã học bài ung thư vòm chưa? Dạ học rồi thầy ạ. Ung thư thanh quản học rồi gì? Ung thư thanh quản học chưa? Chưa thầy ạ. Bài ung thư thanh quản chưa, bài ung thư vòm thôi gì? Thôi bài ung thư vòm là bài quan trọng đấy nhá. Bài này cũng thi đấy. Chúng ta về đọc lại sách nhá, bài ung thư vòm này, xong hai cái bài dị vật đừng ăn đừng thở này, chúng ta nắm về cái nguy cơ của nó nhá. Dị vật đừng ăn như thế nào, dị vật thực quản ấy, dị vật đừng thở có nguy hiểm như thế nào nhá. Thế còn với đối vị mà y nắm của chương trình của y học mà dân tộc này, y học mà thì chúng ta phải nắm những cái nguyên tắc cơ bản, còn ứng dụng ta ứng dụng y học cổ truyền và y học hiện đại như thế nào thì chúng ta sẽ tính sau nhé. Đặc biệt là về vấn đề ung thư nhé, chúng ta ứng dụng vào trong cái việc mà nâng cao cái sức khỏe, nâng cao cái miễn dịch cho bệnh nhân nhé. Còn nổi về cấp cứu thì những cái gì mà cấp cứu thì chúng ta không thể mà đồng ý được nhé. Những cấp cứu này là phải nhanh nhá, chính xác mới cứu được bệnh nhân nhá. Sau đấy mới dùng các bài thuốc nhá, chúng ta không phải biết cái từng trường hợp mà ứng dụng vào cho nó hợp lý. Chúng ta là phối hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại, chúng ta biết điểm mạnh của từng cái nền y học nhá, và chúng ta phối hợp thế nào thật tốt nhá. Thôi về cái bài này đi, để mà ai có ý kiến thì cho chúng ta. Đừng thở thế. Hả? Thầy hướng dẫn bọn em mở khí quản khi gặp dị vật đừng thở thế. Mở khí quản em xong rồi nhá, chúng ta không có thời gian mở khí quản đâu nhá. Chẳng có thời gian mở khí quản nhá. Nhưng mà có một cái này chúng ta làm được nhá, mà đây là phải có kỹ năng mới làm được cái này, nhưng mà không có cũng không làm được nhá. Đây là trường hợp tối cấp nhá. Bình thường cái dị vật nó mắc, bạn nào thấy chưa? Thấy cái màn hình chưa? Dạ thì thôi ạ. Bình thường cái dị vật nó mắc ở đây nhá. Nó mắc ở vùng thanh quản, đây là cái xung thanh quản cái nhá, cái thanh mô nằm khoảng giữa này đấy nhá, dị vật nó chen hết đây. Thì nếu mà ở trong bệnh viện chúng ta sẽ mở cái quản ấy nhá, chúng ta rạch cổ ra nè, mở vào cái đoạn này này nhá, giữa hai cái xung này. Nhá.
Nhưng mà nếu mà chúng ta ngay ở trong bệnh viện đấy, mở được cái này không phải là đơn giản nhá. Cái cổ nó dày mà nhá. Mở vào được. Đây là cả một cái dày 2cm, 3cm qua lực cơ rất nhá. Những trường hợp mà tối cấp khẩn cấp ấy, nhá. Thì chúng ta có cái đường chỗ nào chúng ta vào là nhanh nhất. Đây là gì? Chúng ta sờ lên cổ này. Đây là cái mang giáp mỏng này nhá. Đây là cái mang giáp mỏng, đây là qua một cái mang là vào luôn cái đường thở nhá. Thì những trường hợp tối cấp khẩn cấp chúng ta chọc thủng qua cái mang giáp mỏng này nhá. Nhưng mà không phải ai chọc được biết đường cái này mà chọc đâu nhá. Đây là những trường hợp khẩn cấp chúng ta có cái kim hoặc là có một cái nong hoặc chỉ có người dùng cái bút bi nhá, chọc thủng cái này. Đây là gì? Cái mang giáp nhận nhá. Đây cái mang mỏng nhất, đây là trường hợp khẩn cấp tối cấp chúng ta mới làm cái này thôi nhá. Cho khi ta chọc vào đây là nguy cơ làm tổn thương cái thanh quản này rất lớn nhá. Nhưng trong trường hợp cấp cứu khẩn cấp ngay trong bệnh viện có trường hợp khẩn cấp quá thì chúng tôi cũng có trường hợp lấy cái kim hoặc là chọc thủng cái chỗ này nhá, mà nhanh nhất. Chúng ta sờ ngay là thấy nhá, chúng ta đưa tay lên sờ thấy cái mang giáp mỏng này rồi nhá, chọc đúng vào chỗ đấy nhá. Thì may ra con cứu được bởi vì nó tắc huyệt đây này nhá, nó chọc lên thông đường thở như này, con mở được khí quản này là không phải đầy đủ phương tiện đủ hết mà mở được nhá. Đây là trường hợp khẩn cấp, chúng ta có thể chọc qua cái mang giáp nhận này nhá, giáp nhận này. Chúng ta sờ tay lên cổ nhá, chúng ta thấy được cái mang giữa hai cái súng nhận và súng giáp. Sờ hết cái chỗ lô súng giáp chính là cái mang giáp nhận nhá. Khó đấy nhá, chúng ta bị quân tắc thế thôi nhá. Có bạn nào hỏi chuyện gì không? Những trường hợp quá khẩn cấp thì đó đấy chúng ta làm bằng nhá, đâm thủng cái chỗ này nhá, sau này tỉnh sau nhá, hồi phục thôi sau, cứu được bệnh nhân người đã nhá. Bạn đã có người hỏi gì nữa không? Có câu hỏi gì nữa không? Thôi nếu không có câu hỏi gì thôi nhé, ta phải ôn tập thôi nhé. Ôn tập đây là những cái bài rất cơ bản và đi qua tam hồng ta phải nắm được những cơ bản này nhé. Rồi có dịp đi, tôi sẽ có cái bài gì thì đề xuất với thầy Hoàng, tôi sẽ hướng dẫn thêm nhé. Vâng thầy ạ. Vâng. Rồi thôi nhé. Vâng thầy ạ.